Thưa quý vị, theo một số báo cáo mới thì thị trường bán lẻ dược phẩm của Việt Nam hiện ghi nhận là 2.400 điểm bán lẻ đi theo mô hình chuỗi hiện đại, chiếm 4% trong tổng số nhà thuốc. Đây là kết quả sau hơn 5 năm mà các doanh nghiệp chạy đua hiện đại hóa ngành bán lẻ dược phẩm và thị trường này đang tiếp tục thu hút đầu tư mới. Như hồi tháng 8 thì tập đoàn Đông Qua Farm của Hàn Quốc chi 30 triệu đô la Mỹ để mua lại 51% cổ phần của chuỗi nhà thuốc Trung Sơn. Hay là mới nhất thì tập đoàn IHH Singapore công bố hợp tác chiến lược với chuỗi Long Châu để mở rộng dịch vụ y tế. Phóng viên của VTV Money đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Bạch Điệp là tổng giám đốc của FPT Long Châu về những chuyển biến và cơ hội mới của thị trường tỷ đô này. Vâng, thưa bà, đã hơn 5 năm từ khi các doanh nghiệp lớn tham gia hiện đại hóa cái ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Cái thay đổi lớn nhất của thị trường này hiện nay ở Việt Nam là gì ạ? Việc mà các cái chuỗi nhà thuốc tham gia vào thị trường giúp cho cái thị trường thuốc trở nên là minh bạch hơn, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ được rõ ràng hơn, yếu tố công nghệ được đưa vào trong các cái việc kinh doanh về dược phẩm, đặc biệt là khách hàng đặt hàng online về các cái sản phẩm về dược tư vấn online cũng tăng lên rất là nhiều và tăng nhanh hơn rất nhiều so với lại tốc độ tăng của các cái chuỗi nhà thuốc. Việc mà các tập đoàn lớn nước ngoài hiện nay họ quan tâm đến cái mảng dịch vụ y tế, cái tư thế rồi cái sự chuẩn bị của doanh nghiệp nội của mình nên như thế nào? Trước một cái làn sóng rất là quan tâm đầu tư này, cái cơ hội và cái thách thức lớn nhất ở đây là gì? Theo tôi nghĩ thì chúng ta hãy nhìn mọi việc nó tích cực. Các nước trên thế giới thì họ đã có cái thời gian, họ tiếp cận các công nghệ tiên tiến cũng rất là sớm. Những cái công nghệ tiên tiến đó bây giờ được đưa về Việt Nam và được chuyển giao cho Việt Nam thì chúng ta nên lấy cái đó làm cơ hội và sẵn sàng cái tâm thế phối hợp cùng với lại đội bạn cung cấp được cái dịch vụ cho người dân Việt Nam một cách tiên tiến, nhưng đổi lại là giá cả cũng phải rất phù hợp nữa. Cái đó nó là cái điều tương đối là cái thách thức, bởi vì chúng tôi cũng biết là đối với người dân Việt Nam thì cái việc mà gọi là giá cả nó là một cái yếu tố quan trọng và cũng cố gắng hai bên cùng work, cùng làm việc với nhau để có thể đưa ra được một cái mức giá phù hợp nhất cho thị trường Việt Nam với cái chất lượng điều trị kiểu quốc tế. Qua hợp tác chiến lược với một ông lớn về dịch vụ y tế như là IHH, hai bên mình sẽ tận dụng cái lợi thế của nhau như thế nào? Khả năng về tư vấn cũng như là về chữa trị của IHH là sẽ rất là tiên tiến và chúng tôi mong là sẽ dựa trên cái thế mạnh của mỗi công ty để có thể cuối cùng, bản chất cuối cùng là đều muốn mang đến một cái dịch vụ về tư vấn và khám chữa bệnh về cho người dân Việt Nam trong cái công cuộc là chữa trị các cái nhiều loại bệnh, trong đó cái bệnh khó là bệnh ung thư, thay vì là phải đi ra nước ngoài rất là xa xôi cũng như là tốn kém chi phí. Một lần nữa cảm ơn bà đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam.